Ignacio Facia, anh ấy là người đại diện cho thương hiệu Santa Carolina ở vùng Đông Nam Á. So first of all, I want to thank you all for being here today to join us in this special event. And also want to thank Malco for organizing all this event. Thank you. Anh cũng cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để anh ấy có thể giới thiệu những cái rượu của Santa Carolina.